Đây, xin chào mọi người nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ngay tại chùa Cần Giờ 2 nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ review cho mọi người xem toàn cảnh của chùa Cần Giờ 2, và nơi là nơi có chiếc ghe ngò và tham gia cái hội đua ghe ngò năm 2020 nha mọi người. Rồi mời mọi người vào tham quan với mình nha. Đây là cái cổng chính của chùa Cần Giờ 2 nha mọi người. Thì phía trước có hai cái vị là đứng ngay trước hai cổng hai bên đó mọi người. Đây là phía cổng phụ của chùa Cần Giờ 2 nha mọi người. Thì cái cổng cũng có đóng gông đóng riêu á mọi người, cũng hơi cũ á. Thì phía mấy cái phía trước thì cũng có cái gian hàng của bà con bán, nhưng mà trời mưa nên bà con không có bán nha mọi người. Thì chùa Cần Giờ 2 đối diện với trường tiểu học Thâm Đôn nha mọi người. Là mình vô trong mình sẽ review cho mọi người xem toàn cảnh ở trong chùa Cần Giờ 2. Rồi phía trước cổng chùa thì cũng bị mưa á mọi người nên nó ngập nước á. Ngày đó là khó hoài chứ. Đây là cái chính điện. Thì lúc mình quay lúc này thì các vận động viên cũng đang tập á nha cả nhà. Mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Đây là toàn cảnh của chùa Cần Giờ 2. Đây là cái chánh điện. Thì chánh điện nhà này cũng đóng cửa nên mình không có vào review cho mọi người xem được. Mình sẽ quay vòng chung quanh ngoài cho mọi người xem. Thì hiện tại chùa Cần Giờ 2 cũng đang xây dựng nha cả nhà. Đang xây dựng những cái cột còn xi măng nè. Cái này là mới tô này, chưa có sơn bê lên. Ở phía bên tay phải của chùa thì có cạnh giáp ranh thì có nhà dân, và có những cái miếu. Cái này là để cho những cái người đã qua đời đó mọi người, rồi để cốt vào đó. Đây là nhà xe của chùa. Đây cái cảnh nhà xe của chùa. Rồi đây là trong ngay cái chỗ phòng tiếp khách, chỗ giống như là hoa viên của chùa đó cả nhà. Rồi đây là cái chánh điện phía sau cũng đang xây dựng rất là đẹp. Mới có thấy hình như mình thấy là phía trước là mới có sơn được cái chót ở trên nè, cái nóc ở trên với tôn ở trên, khúc dưới thì còn đang lăng bê. Thì mép tay phải thì có một tượng Phật rất là to nha cả nhà. Đây thì mình review ngay cái lúc thì các vận động viên đua ghe ngò của chùa Cần Giờ 2 đang tập luyện. Rồi phía xa xa đó mọi người thấy cái màu nhà, cái nhà mà giống như màu gạch tôm đó cả nhà. Thì đó là giống như là cái chỗ bếp để nấu cho các sư trong chùa ăn. Rồi đây là những cái dàn tập cho các vận động viên của chùa Cần Giờ 2 để tập bê đua nha cả nhà. Đây là cái cạnh chánh điện này con đang xây dựng nha, còn đang lăn bê trắng, còn dàn giáo còn để rất là nhiều. Phía trước cũng có trồng cây xanh nè mọi người. Đây là toàn cảnh cái phía sau của chùa, có trồng cũng như cây dầu cũng rất là to. Đây là cái cảnh phía sau lưng chùa cũng có trồng những cái hồ sen đó cả nhà. Thấy hồ sen phía sau cũng rất là ruộng. Thì phía sau lưng chùa cũng là ruộng, chung quanh người dân làm là ruộng đó. Ở đây phía trên là đang xây dựng. Đây là những cái viên gạch để lót cái nền đó mọi người. Đây là những cái dàn tập cho vận động viên, những cái chèo bơi để trên khô để cho vận động viên tập. Thì thường thường theo mình biết á, thì những vận động viên này là những người nông dân lao động của chùa, nên họ thường là lao động trong những ngày nguyên ngày, thì tới chiều 4 giờ rưỡi họ mới vô tập nha cả nhà. Rồi đây là cái chỗ nghỉ ngơi của các sư. Đây, ngay phía trước là có cái bàn để các sư tiếp khách uống trà đó cả nhà. Thì có phía trước cũng có trồng một số cây kiển, hạnh với cây sứ cùi nè. Rồi đây là cái bảng nhà xe của chỉ dẫn qua chỗ đậu xe của chùa. Rồi phía trước có để một cái chuông, cái trống, cái chuông này cũng rất là to.
Ở đây là cái nhà ăn của chùa Cần Giờ 2 nha cả nhà. Để bây giờ cho mình sẽ quay cho mọi người xem, cũng trong hơi tắt đèn hơi tối nên chắc có thể mình đứng ở ngoài mình quay cho mọi người xem. Đây là những cái bàn ăn cơm của chùa đó cả nhà. Còn đây là phía sau lưng của chánh điện của chùa Cần Giờ 2 nha cả nhà. Đây là phía sau của cái cổng phụ nha mọi người đó, cái phía trước nãy mình có quay đứng ngoài lộ mình quay đó. Thì nói chung là ở đây cũng còn đồ cũng còn ngổn ngang lắm. Đó là phía xa xa đó là cái chỗ cái ghe ngò đậu của chùa Cần Giờ 2 nha, để mình lại mình quay cho mọi người xem. Đây là cái ghe của chùa Cần Giờ 2 nha cả nhà. Đây mình sẽ quay cho mọi người xem. Cái này mình đến đây quay cũng trời hơi tối rồi. Thì có vẽ cái số thứ tự cho vận động viên ngồi nè. Đây là những cái màu sơn để cho các kỹ sư để vẽ những cái ghe này đó cho có số thứ tự và sơn cái màu cho đẹp. Đây mình sẽ review cho mọi người xem cái ghe của chùa nha. Cái này mình đi vào ban đêm nên mọi người thông cảm nha. Đây là cái không gian phía sau mũi, phía sau lái. Để mình quay cho mọi người xem. Đây được sơn cái màu vàng đồng rất là đẹp. Thì năm nay là chùa được đầu tư ghe mới luôn nha cả nhà. Chiếc ghe hoàn toàn mới. Đây rất là đẹp luôn, vượt được các kỹ sư vẽ rất là đẹp luôn. Đây là cái lồng phía trong của ghe đó cả nhà, đang xây dựng. Rồi đây là phía sau lái của chiếc ghe ngon nha cả nhà, được sơn màu đỏ rất là đẹp luôn. Cái này đang trong quá trình hoàn thiện, các kỹ sư đang vẽ đó nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Thì cái ghe ngon này để cũng cặp bên hông chùa á, phía cổng phụ đi qua. Thì từ ở ngoài cổng phụ vô là mọi người đi vô mép tay trái. Rất là đẹp, sơn cái màu vàng đồng rất là đẹp. Đây là các vận động viên đang ngồi chờ đang tập nha mọi người. Đây bà con đến coi cũng rất nhiều, đứng bên cái thành cầu. Hả vô đây, vô vô cái chết luôn, hả đâu không hả đâu, anh hút tiền tập lên mà vô tập ăn sạch, chờ lẽ, anh là vô trong tập lên nó tập cắt nó một tay nó tập hai la hai tập hai qua hai tạm đây thành, nó tập bốn đứa hàng luôn, nó tập trong lại cho lại nó thế này, thế nào, năm cái này tập lên nó bay lên đã, như là cái tạm đấy, lưỡi đâu lưỡi đâu, lưỡi đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình tôi thế, mình tôi thế, bà ông tôi, tôi đuổi tới là sải tôi. Mình cả đáp cả đánh nghe anh đâu. Hết cả ba luôn thôi mấy, cả ba lòng phút rồi. Bà luôn tin tỏ là ai? Hắn bỏ em chú giúp đi lên. Đây là toàn cảnh vận động viên của chùa Cần Giờ 2 chuẩn bị tập luyện của Gia Ngôi nha các bạn. Đây tập giờ này cũng đang tập rồi. Đông là bao lớn, đông là đông lớn. Giờ này có 6 giờ mấy tối. Cái anh áo đỏ giữa là chỉ huy trưởng đó mọi người, anh thổi còi để cho vận động viên tập theo á. Đúng rồi, mọi người anh đi dân sọn xích đó mọi người, dân sọn Thank you.
Rồi video mình kết thúc tại đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà lại cái video tiếp theo nha.